Chào các bạn, sau 2 ngày phục vụ khách rất là mệt, ngày hôm nay mùng 3 tháng 9, mình mới có thời gian dậy sớm tập thể dục đi ra biển bãi cháy để tắm. Mình đang ở bãi cháy. Rất đẹp. Thời tiết hôm nay thì trời không đẹp, âm u. Buổi sáng mưa một chút. Bây giờ tạnh rồi. Tranh thủ ra tắm. Tranh thủ ra tắm biển Hạ Long. Bãi tắm bãi cháy ở biển Hạ Long. Cuối cùng thì mình cũng ra được đến biển. Chào các bạn nhé, mình xin phép mình đi tắm một chút.